Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những thông tin của chuyên mục Bạn có biết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin y tế của thành phố. Đầu tiên sẽ là sơ kết chiến lược tiêm vaccine sởi rubella đợt 1. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiến hành sơ kết đánh giá kết quả triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đợt 1, thực hiện kiểm tra, giám sát tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Đợt này, trẻ sẽ được tiêm chủ yếu là học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Theo các chuyên gia y tế, đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng tâm lý và có thể xảy ra tình trạng phản ứng do lo sợ tập thể. Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Sở Y tế tăng cường các hoạt động truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh hưởng ứng đưa con em đi tiêm chủng trong thời gian đi tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ trên 95%. Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin đầu tư giai đoạn 2, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn, Medco tiếp tục góp vốn đầu tư giai đoạn 2 dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia. Theo thống kê, qua hơn 10 tháng đi vào hoạt động, bệnh viện này đã khám và điều trị hơn 60.000 lượt bệnh nhân, với tổng doanh thu đạt gần 4 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2, bệnh viện sẽ đầu tư thêm 300 giường bệnh, nâng tổng số lên 500 giường bệnh. Dự kiến thời gian khởi công giai đoạn 2 của dự án vào đầu quý 4 năm 2015 và hoàn thành vào đầu năm 2018. Vốn đầu tư cho giai đoạn này là hơn 10 triệu đô la Mỹ.